Sau tất cả, Cristiano Ronaldo vẫn hướng về MU. Cristiano Ronaldo rất vui mừng khi thấy một huấn luyện viên người Bồ được trao cơ hội làm việc ở đội bóng hàng đầu thế giới như Man United. Trước đây, Ronaldo cũng từng chia tay Sporting để cập bến Man United và xây dựng tên tuổi ở sân Old Trafford. Anh đã gửi lời chúc may mắn tới Man United cũng như tân huấn luyện viên Ruben Amorim. Tôi chúc Man United và Ruben Amorim mọi điều may mắn nhất trên thế giới. Cả hai bằng tuổi 39 khi cùng sinh năm 1985, họ đều rời Sporting Lisbon để chuyển đến Manchester. Trong đó, Ronaldo gia nhập MU khi mới 18 tuổi và phát triển mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo cho biết anh vẫn yêu Manchester United bất chấp việc anh phải rời khỏi Old Trafford lần thứ hai trong cay đắng và bất mãn. Đôi khi chúng ta không thể kiểm soát một số điểm trong cuộc sống của mình, nhưng điều đó đã xong, nó đã xong rồi, Cristiano Ronaldo nói. Tôi nhắc lại, tôi vẫn yêu Manchester United và tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Thành tích 145 bàn thắng và 64 pha kiến tạo trong 346 trận cho MU, cũng như 3 danh hiệu Premier League, 2 League Cup và 1 Champions League và FA Cup của Ronaldo, vẫn là những kỷ niệm đẹp tại sân Old Trafford.